Liệu những thông tin mình sắp công bố có giúp ích được gì cho chuyên án không anh? Hiện giờ đó là cách hữu hiệu nhất. Vì quá trình điều tra đang bế tắc, đường dây ma túy Lacca chưa có thêm tin tức gì. Ta cần phải quản binh để kiếm thêm bằng chứng. Dạ em hiểu rồi anh. Cậu hãy họp báo ngay ngày hôm nay. Hãy cho thông báo tất cả báo chí cho tôi. Dạ. Tôi công bố chính thức khép lại vụ án Kiều Loan. Qua các bằng chứng thu thập được, kết luận là đây là một vụ thuê người đánh ghen. Thủ phạm giết Kiều Loan hiện đang được truy nã trên toàn quốc và cả nước bạn Campuchia. Alo, tôi nghe đây. Tôi chính thức báo cho ông một tin vui. Công an điều tra đã công bố với báo chí về vụ của Kiều Loan rồi đó. Chính ông Đức và ông Tuấn đã họp với các cơ quan báo chí. Nay mai thôi, các bài báo sẽ đăng tin rần rần. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Ông cứ yên tâm đi, tôi giải quyết thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà. Vụ của Kiều Loan mà bữa giờ làm mình mất ăn mất ngủ. Từ lúc xảy ra chuyện này tới bây giờ, bao nhiêu là biến cố xảy ra. Bây giờ thì khỏe rồi. Con về rồi. À. Con về rồi đấy à? Sao rồi? Làm xong công việc mẹ sao chưa? Mẹ à, hai tên sát thủ giết Kỳ Loan con đã giải quyết xong. Hai tên sát thủ đó đã vĩnh viễn nằm sâu ở dưới lòng đất này rồi. Xử lý cho sạch sẽ đi. Vâng. Con giỏi lắm. Giao việc cho con mẹ rất yên tâm. Bây giờ đã đến lúc con xuất hiện và ra tay được rồi đấy. Mẹ, kế hoạch của mẹ là gì? Con đã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để báo hiếu cho mẹ rồi. Mẹ yên tâm đi. Mà ngoài ra, con phải thay thế cho được con Kiều Loan, giành lấy việc phân phối Lacca vào Việt Nam. Vậy có nghĩa bây giờ là con phải về Việt Nam hả? Đúng vậy. Mẹ đã có kế hoạch cho con. Dạ con nghe nè ba. Dạ vụ đó giải quyết xong rồi ba. Bây giờ mình phải hầu tạ bên đó một chút đỉnh. Cũng nhờ gắn phối hợp mà bên công an không đi sâu đi sát, chọt chạy công ty của mình. Dạ
có hẹn chiều nay gặp nè. Có gì cô sẽ gửi quà cho hắn. Quà cũng vậy hả ba? Dạ, cô biết rồi. Dạ, chào ba. Chà, quên gọi cho thằng Dũng. Thằng Dũng nó làm cái gì mà tắt máy vậy ta? Mình sẽ cho ông ta biết thế nào mà lễ được. Ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm với mẹ con mình. Ông ta đã dám từ bỏ đứa con ruột của mình thì ông ta không phải là con người. Mình sẽ bắt ông ta phải chết. Mình sẽ cho ông ta chết dần, chết mòn, sống không bằng chết. Con ơi, trả lại con cho tôi. Tại sao ông ta lại đối xử với mẹ con mình như vậy chứ? Tại sao? Con là con của ông ta mà. Tại sao vậy chứ? Huỳnh Long, ông đã chết. Một lần nữa tôi cảm ơn anh về cái vụ của Kiều Loan. Đã khép lại an toàn và tôi không bị sợ gáy nữa. Hay đó. Cũng may là không liên lụy gì tới công ty của nhà mình. Tôi cũng cố gắng moi thông tin và đánh lạc hướng. Có như vậy, ông Đức phó giám đốc công an và công an điều tra mới bị tung quả mù sang hướng khác. Tôi biết chứ. Cho nên là hôm nay tôi hẹn anh ra đây để cảm ơn nè. Có món quà nhỏ gửi cho ông. Anh thật là chu đáo quá. Cảm ơn anh. Mà nè, theo tôi, anh cứ làm ăn đúng pháp luật. Đừng có dính dáng gì tới mấy chuyện buôn bán ma túy thì mình không phải sợ gì hết. Chứ nếu dính dáng cho mấy cái thứ chết người, nhất là flacca, cho dù tôi có ba đầu sáu tay cũng chịu, không giúp đỡ anh đâu. Trời, anh nói cái gì mà nghe ghê quá. Nhỏ giờ tôi biết cái gì về ba cái ma túy đâu. Chẳng qua lần này dính líu tới con Kiều Loan, tôi sợ bị sợ ghế cho nên giờ anh thôi. Vậy thì anh cũng mất ăn chơi lại đi. Mấy chỗ ăn chơi á thì kiểu gì cũng có trinh sát bám ở đó. Chết quan lúc nào không hay đâu. Anh nên cẩn thận đó. À, tôi biết rồi. Thôi, bây giờ tôi có chút việc. Xin phép okay. Trước nha. Càng ly. Ok, gặp lại anh. Cảm ơn vì món quà. Anh đừng thấy xáo mà. Thôi, chào nha. Má nó cái thằng con chó này. Điều
tra viên quen thôi mà làm giống như là ông nội cha người ta vậy đời. Mẹ đó. Có chỗ bình tĩnh, nhân viên quẹt nhưng nằm trong ổ công an. Động tĩnh gì có người báo cho mình biết, còn hơn là đón bỏ. Người ta có câu nuôi quân 3 năm chỉ dùng trong 1 giờ mà cầu. Vô. Cũng may là không liên lụy gì tới công ty của nhà mình. Tôi cũng cố gắng mọi thông tin để mình hướng. Có như vậy, ông Đức phó giám đốc công an như công an điều tra mới bị tung quả bồn sang hướng khác. Tôi biết chứ. Cho nên là hôm nay tôi hẹn anh ra đây để cảm ơn nè. Có món quà nhỏ gửi cho ông. Anh thật là chu đáo quá. Cảm ơn anh. Mà nè, theo tôi, anh cứ làm ăn đúng pháp luật. Đừng có dính dáng gì tới mấy chuyện buôn bán ma túy thì mình không phải sợ gì hết. Chứ nếu dính dáng vô mấy cái thứ chết người, nhất là Flacca, cho dù tôi có 3 đầu 6 tay cũng chịu, không giúp nổi anh đâu. Nhỏ giờ tôi biết cái gì về ba cái ma túy đâu. Vậy thì anh cũng bớt ăn chơi lại đi. Mấy chỗ ăn chơi á thì kiểu gì cũng có trinh sát bám ở đó. Chết quan lúc nào không hay đâu, anh nên cẩn thận. Dạ con nghe nè má. Alo. Thư. Má. Má sao má khóc vậy? Bình tĩnh để con nghe coi. Ba con á. Ba con sao má? Ba con ổng đi cả đêm ổng không có về. Đi đâu vậy má? Có đi nhiều lần không vậy má? Dạo này ổng đi chạy hoài rồi con ơi. Nhưng mà má kiếm ba chưa? Má cũng tính. Mà ổng nhớ là ổng đang nhậu với bạn. Rồi cái ổng nói là ổng xỉn, ổng ngủ đó luôn. Má thấy dạo này ổng lạ lắm con. Ổng về tới nhà là ổng chải chuốt à. Má nghĩ là ổng có bồ, ổng có vợ bé ở thị trấn đó con. Chắc ổng có rồi đó con. Má ơi là má, má đừng có nghĩ như vậy. Má thấy cái gì chưa mà má nghi ngờ ba như vậy? Như vậy là tội ba lắm. Má nghĩ vậy là làm cho má khổ tâm nữa. Má chắc vậy đó. Má có linh cảm vậy rồi. Bây giờ má nghe lời con. Má đi nghỉ đi. Chút xíu là ba về với má liền à. Nha, má đừng suy nghĩ lung tung nữa. Má đừng có khóc nữa. Thôi, đừng có khóc nữa. Khóc rồi lại sanh bệnh nữa bây giờ đó. Thật ơi, má nhớ con lắm thật ơi. Má à, má đừng có khóc nữa. Má nghe lời con, má đi ngủ đi. Rồi chút nữa má về nha má. Rồi con thương má nha. Dạ. Đâu mà suốt đêm đến giờ mới về vậy? Tôi lên bờ tôi nhậu với mấy thằng bạn á, say quá không về nổi á nên ngủ luôn. Chứ có gì đâu mà bà cứ càm ràm hoài. Trời ơi, ông đi nhậu xỉn, ông không về thì ông cũng phải nói cho tôi biết chứ. Mà tôi gọi điện ông cũng không có nghe nữa. Trời ơi, say rồi có biết trời đất gì đâu nữa mà nghe với gọi. Sao tự nhiên tôi không nhớ gì hết trơn vậy?
Tôi không có thích cái kiểu mà ông cứ đi miết như vậy rồi không về nhà ngủ đâu. Mà từ rày á, ông đừng giao du với đám nhậu ở trên bờ nữa. Ăn nhậu lợi ích cái gì? Toàn về đến nhà là ôm sờm nhà cửa không à. Tôi cuộc đang tính là bỏ ghe lên bờ sống luôn đây nè. Ơi, lên trên sông nước như vậy hoài không ổn đâu bà. Ở với nhau mấy chục năm rồi, tự nhiên ông dở chứng ông đòi lên bờ sống là sao? Ông có cái gì thay đổi nên ông mới đối xử với tôi như vậy phải không? Trời ơi, sao bà, bà không bỏ được cái tính suy diễn đó hả? Dạ rồi, sống lên trên mặt nước như vậy hoài sao được? Tôi chán cảnh này lắm rồi bà biết không? Ủa, bộ chỉ có một mình ông biết mệt, biết chán sao? Tôi cũng chán quá rồi đây nè. Bây giờ ông muốn lên bờ thì ông lên một mình đi. Tôi đi chỗ khác tôi sống. Tôi thấy ông dạo này đó nha, ông kỳ cục, ông xa lạ lắm. Tôi sẽ đi một thời gian, cho ông tự đi nhậu một đêm, cho ông được tự do. Ông muốn ăn nhậu say xỉn, ngủ lan đâu đó thì ông đi đi. Trời ơi, mà nè. Gì vậy? Mà xong đi đâu ngủ? Thâu đêm suốt sáng về mà quần áo tươm tất như vậy. Thôi 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 thôi. Tôi quần áo từ nào giờ vậy mà? Bữa nay tới quần áo tôi mặc mà bà cũng nói nữa là sao? Quần áo của tôi mà bà cũng để ý nữa. Bà thiệt kỳ quá đi. Tôi nghi ông lắm rồi đó nghe. Trời đất ơi, nghi cái gì? Tôi già rồi. Tôi đi đây. Tôi đi chỗ khác sống. Trời ơi, có gì đâu mà bà. Già rồi. Thiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ chụp một mô hình để tôi gửi cho các tạp chí thời trang. Ý Phương sẽ làm người mẫu trước. Các em hãy để ý theo dõi nha. Tôi muốn các em hãy bộc lộ hết khả năng của mình trong bộ ảnh này. Được rồi, bắt đầu đi. Rồi, tạo dáng đi em. Đúng rồi, đúng rồi. Ngửa cao mặt lên tí, đúng rồi. Đẹp, đẹp. Tiếp đi, tiếp đi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn qua bên này tí, đúng rồi, đúng rồi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Tiếp tục đi em. Đúng rồi. Tiếp tục đi em. Đẹp lắm. Đúng rồi. Đó thấy không? Gợi cảm lên, khiêu gợi lên. Đúng rồi. Đó, các em cứ coi Ý Phương làm rồi các em bắt chước. Đó, đẹp lắm. Rồi, cứ làm đi em. Đập cái nón lên, đúng rồi. Đúng rồi đó, đẹp lắm. Làm đủ kiểu luôn. Đúng rồi. Chị lớn, chị lớn. Rồi, bây giờ là tới phiên anh Thư. Nè, ngồi đi em. Đó, ngồi đây. Rồi, ok, bắt đầu nha. Đẹp quá à. Rồi, ngửa mặt lên tí, ngửa mặt lên. Tinh kỳ. Đẹp. Đúng rồi, đẹp lắm. Rồi, đẹp lắm, đẹp lắm. Hay quá, đẹp quá, xong rồi. Bây giờ mọi người vô thay đồ nha. Rồi, rồi đi vô, đi vô, đi vô. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Dạ. Đi vô. Mấy đứa nhanh lên. Nhìn ánh mắt và thái độ của cô,
Tôi biết là cô đang khó chịu vì tôi và anh Nam có tình cảm với nhau. Tôi thì tôi không hề có ý cướp tình yêu của ai hết. Nếu anh Nam yêu cô thì tôi sẽ rút lui. Mong cô hiểu cho tôi để cùng hợp tác cho công việc tốt đẹp hơn. Anh chụp xong chưa? Chụp xong rồi. À, vậy hả? Em thích không? Có mệt không? Cũng hơi mệt, tại vì mới chụp lần đầu á. Em đói chưa? Mình đi ăn hả? Cũng thử. Em muốn ăn gì nè? Em tính được phở mà đúng không? Dạ. Ăn phở hả? Đi. Để em thay đồ cái nha. Ờ dạ. Đi thay đồ đi. Đi. Làm gì con? Gì vậy cô? Uống nước nè. Không. Gì vậy? Sao tự nhiên mà mặt một đống vậy? Anh Quỳnh Nam mới tới đón con Thư đi ăn kìa. Trời. Sao vậy bà? Hả? Nè. Đừng có dại mà đụng vô thằng Nam nghe chưa? Cái gì của mình á là nó thuộc về mình. Đừng có chết vì thiếu hiểu biết. Chết á thì hết kiếp người thôi mà. Có gì phải sợ chứ? Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Sóng to gió lớn gì á, chết là hết thôi. Ôi trời, nói tầm bậy cái gì vậy? Tính kỳ thiệt. Nè, ở nhà là công ty. Tôi phải đến công ty Quỳnh Long Nam, rồi gặp ông chủ và Quỳnh Nhi để bàn công chuyện nữa. Làm ơn Tư cười cái mặt lên giùm tôi đi. Khổ ghê vậy à. Quỳnh Nam, các người hay lắm, muốn giở trò trước mặt tôi, rồi các người sẽ biết chơi tôi không dễ đâu. Báo các vị biết, hôm nay tôi mời các anh đến để họp bàn về một cuộc thi sắc đẹp nhằm tìm ra các cô gái đại diện hình ảnh và quảng cáo cho sản phẩm star của công ty chúng tôi. Các vị là những người có chuyên môn quảng cáo và truyền thông, có rất nhiều kinh nghiệm về những cuộc thi sắc đẹp. Mong các vị có ý kiến và tham gia đóng góp về kế hoạch quảng bá cho cuộc thi này. Trước mắt, tôi muốn gửi đến quý vị một số hợp đồng để quý vị tham khảo. Mục đích cuộc thi của Star rất là ý nghĩa vì trước giờ sản phẩm của Star chưa có hình ảnh để quảng bá. Tôi nghĩ cuộc thi lần này sẽ thu hút rất là nhiều cô gái đẹp tham gia. Tiêu chí của mình không có phải như cuộc thi hoa hậu hay người mẫu gì đó, mà tập trung sân chơi cho các cô gái có chút tài năng, chủ yếu là sắc đẹp và ngoại hình. Và các cô gái phải có đam mê để thể hiện mình. Đúng vậy đó các ông. Mục đích của cuộc thi này là nhằm để chúng ta phát hiện ra những cô gái đẹp luôn khát khao chiến thắng bản thân mình. Cuộc thi này tuy chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà đó là hình ảnh đại diện cho công ty của chúng tôi. Từ đó chúng tôi sẽ làm bệ phóng cho các cô gái bước vào cuộc thi lớn hơn. Cơ cấu giải thưởng ở đây thì khá hấp dẫn. Các người đẹp đoạt giải thì sẽ được đưa đi Macau. Ở Macau thì sẽ có ông Tạ Thiên Khánh. Ông ta là giám đốc giải trí và du lịch. Ông ta rất có quyền lực và kinh nghiệm đào tạo chuyên môn cho các cô gái. Và các người đẹp đoạt giải cao sẽ được chụp ảnh và làm album cho mình. Người này sẽ giúp chúng ta ở cuộc thi sắc đẹp cao hơn. Các ông thấy không? Tất cả quá thuận lợi. Nếu được vậy đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi. Được rồi, tôi sẽ ký hợp đồng phối hợp cho tổ chức này nha. Xin được gặp. Cảm ơn. Tôi mong các anh làm cho tiếng vang cuộc thi bay xa, làm cho tất cả mọi người nghe thấy và biết cuộc thi này, nhất là giới truyền thông ở Macau và Hồng Kông. Tôi nghĩ là chắc chắn rồi. Xin cảm ơn.
Dạ. Em vô nhà nha. Em. Hay là bây giờ mình qua khách sạn tâm sự nha. Em thấy có được không? Em cũng thử tình cảm anh dành cho em mà. Nếu như em ngại á, thì mình vô nhà em có được không? Được không? Dạ, cảm ơn chị. Ủa, Thư. Má. Ai vậy? Má của em. Ủa, má của em hả? Má, má làm khi nào vậy? Dạ, má có chuyện gì sao má? Nóng chơi. Dạ, gió sách của chị nè. Dạ, cảm ơn chú. Thư à, sao má lên đây vậy? Dạ, chào cô. Đây là... Dạ, anh Nam, mẹ của con. Dạ, má em. Thôi, anh về đi nha. Lúc khác gặp nhau nha. Đi, anh dạ, về nha. Dạ, xin phép cô. Dạ, thưa cô, con về. Đi vô nhà nha má. Đi má. Má, vô nhà đi má. Má, sao má lên đây á, mà không nói trước cho con một tiếng, để con sắp xếp. Sắp xếp gì chứ, má lên đây có một mình nè, sợ má làm phiền con hả? Nếu con thấy má làm phiền con thì thôi má đi về. Má à, ý con không phải là như vậy. Ý con là má báo trước cho con một tiếng, để con sắp xếp thời gian con chạy ra bến xe, con đón má. Chứ má đi một mình vậy cực quá. Cực cái gì đâu mà cực. Nếu mà má gọi điện thoại trước cho con thì làm sao má coi được cái cảnh khó coi của con hồi nãy. Thư. Dạ. Con nghe má hỏi nè, cái người hồi nãy là ai? Sao con chưa nói gì với ba má hết á, mà hai đứa đã thân mật với nhau quá rồi. Dạ. Dạ không có gì đâu má. Con với ảnh á chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tụi con chưa có đi quá giới hạn đâu, má yên tâm nha. Mà sao tự nhiên hôm nay má lên đột ngột vậy? Bộ dưới quê có chuyện gì hả má? Má báo cho ba biết chưa? Hay để con gọi điện thoại cho ba nha. Thôi khỏi. Má không muốn thấy mặt ổng cho nên má mới lên đây với con đó. Mà chuyện gì vậy má? Má nói con nghe coi. Ông bây giờ ổng quá đáng lắm. Má không chịu đựng ổng nổi nữa. Má có chuyện gì vậy? Thôi con biết rồi. Má là ba thích nhậu, rồi ổng nhậu xỉn, ổng quên về nhà với má, đúng không? Không có sao đâu, má cứ nói cho ba biết để lần sau ba không có như vậy nữa. Với lại, tự nhiên má chạy lên đây, rồi ba ở dưới, ba không có má, ba buồn thì sao? Con còn bên ổng nữa hay sao? Thôi, ba không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Thôi được rồi, không nhắc nữa thì thôi. Bây giờ má đi vô phòng con, rồi sửa soạn, tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe nha. Bận ơi Bận, em đừng đi Bận. Bận ơi, Bận ơi Bận. Anh đừng đuổi theo em nữa. Bận ơi Bận, Bận ơi, đừng bỏ anh mà. Anh đừng đi theo em nữa. Đừng bỏ anh mà Bận. Anh biết lỗi của anh rồi. Bận ơi, tha lỗi cho anh đi em. Anh biết lỗi của anh rồi mà Bận. Bận ơi, Bận. Không cần. Gia đình anh đã xử tệ như thế nào hả? Mà sao lại bắt em phá tội? Bây giờ em không thể có con được nữa. Con đã bận rồi. Anh biết lỗi của anh rồi. Anh hứa sẽ cưới em mà Bận. Tôi không cần. Gia đình
không chấp nhận em. Thế làm sao anh cưới được em hả? Bận, đừng đi mà Bận. Anh hứa là anh sẽ cưới em mà Bận. Đừng bỏ anh Bận ơi. Bận ơi, đợi anh đi em. Bận, hãy để em đi. Bận ơi, nghe anh nói đi Bận. Bận, đừng bỏ anh mà Bận. Anh thương em đó, anh hứa. Anh sẽ lấy em làm vợ mà Bận. Đừng bỏ anh Bận ơi. Anh nói dối. Anh nói thiệt. Anh chỉ thương bản thân anh thôi. Gia đình anh không chấp nhận em, gia đình căm ghét em, thì làm sao em có thể làm dâu nhà anh? Không có đâu Bận à. Anh hứa là sẽ giải thuyết phục ba mẹ của anh. Còn ba mẹ anh sẽ đồng ý chấp nhận em làm dâu và sẽ cưới em làm vợ cho anh mà Bận. Em không cần. Anh thì để cho em đi. Bận ơi. Bận à. Bận ơi, không được đâu. Nhưng mà anh đã ăn ở với em, anh phải có trách nhiệm với em chứ. Bận à. Anh không cần phải có trách nhiệm với em. Chỉ cần anh hãy quên đi khung cửa cái giấc nghèo này. Tôi sẽ đành bỏ đi ra. Anh không thể nào quên được đâu Bận ơi. Anh không thể nào sống với em được đâu Bận. Bận ơi. Bận. Bận ơi, anh đưa với em. Anh sẽ lấy em làm vợ mà Bận. Bận ơi, anh thương em thật mà Bận. Em bỏ anh rồi, anh biết trong sao này Bận ơi. Bận. Mình có lỗi với Bận biết bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ tình cờ gặp lại, mình biết phải làm sao mới được. Cô ơi. Dạ, anh mua gì anh? Cô cho tôi hỏi, cô có phải là Bận không? Ờ, dạ phải. Em là Bận. Anh là... Tôi là Sậy nè. Sậy chợ nổi đây nè. Hả? Trời ơi, anh Sậy. Đúng rồi, tôi là Sậy chợ nổi đây nè. Anh Sậy, anh khỏe không? Tôi khỏe. Còn Bận có khỏe không? Dạ, em khỏe. Cậu Tấn ơi, chắc là tôi không sống được nữa rồi. Tại sao em xuất hiện giữa đời tôi? Con ngồi xuống đó đi, má muốn nói chuyện với con. Con nói thiệt đi. Cái chuyện gì má? Cái người thanh niên hồi nãy là ai vậy? Má thấy không có đơn giản là bạn bè bình thường được. Con gái lớn có tình yêu thì má không có cấm cản. Nhưng mà con phải biết giữ giới hạn. Con đừng có vì cái đồng tiền của người ta mà con làm những chuyện như hồi nãy má không có bằng lòng. Má nói gì kỳ vậy má? Má cũng biết là con từ trước tới giờ con đâu phải là loại người ham mê vật chất như vậy đâu. Thì má dặn con vậy đó. Má nói đâu có thừa. Thì con nghe được con nghe. Dạ, con biết rồi. Con nghe lời má, được chưa? Bây giờ má đi tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe nha. Con lấy khăn tắm cho má nha. Nè má. Má đừng có buồn nữa nha. Alo. Alo ba hả? Con hả? Ba đây nè. Má đang ở chỗ con nè. Ba gọi điện ba xin lỗi má một tiếng rồi kêu má về đi. Ba làm cái gì thì kệ ba đi con. Ba mệt mỏi ba lắm rồi. Ba kia chuyện với ba trong đã rồi ba bỏ đi vậy đó. Con đừng có nghe lời má của con.
Con đừng có bận tâm về chuyện của bà. Bà muốn làm gì thì làm. Bà muốn đi đâu bà đi. Bà đi luôn cũng được nữa nha. Ba, sao bà nói như vậy được chứ? Vậy nghe. Ba. Chôm chôm bún đậu mà ngon ngọt quá má. Má biết con thích ăn chôm chôm mà, nên má đem lên cho con ăn đó. Con ăn đi. Dạ. Má. Ừ? Má đừng có lên chợ nổi bán hàng nữa. Má cứ lên đinh sông nước như vậy hoài á, cực cho má quá. Không được, chợ nổi. Vậy con? Dạ, con cũng không biết nữa. Con ra con mở cửa đi. Dạ. Ủa, anh Dũng, trời mưa như vậy anh tới đây có chuyện gì không? Biết bác gái lên, Quỳnh Nam nhờ tôi mang quà qua tặng cho bác gái. Đây nè. Cảm ơn anh nha. Mà anh Nam làm gì hoài, em thấy ngại quá. Có gì đâu, Quỳnh Nam thể hiện sự quan tâm với em thôi mà. Cô nhận đi để tôi còn về. Dạ, cô chào bác. Trời mưa mà vô nhà chơi đã. Dạ được rồi, cô về bác ơi. Xin chào. Dạ. Quế. Alo. Ô Thế à? Tôi nghe. Đắc lực vậy hả? Ô Chí Tụ, tốt rồi. Đi Pháp biến tôi hiểu, chuyện giúp cho tôi thôi chị. Cảm ơn. Ai vậy Thư? Ai vậy? Dạ. Mà má thấy mưa gió như vậy mà nghe nói gửi quà cho má phải không? Dạ. Đúng rồi má. Đâu, đưa cho má coi coi. Dạ. Cái à. Trời ơi, toàn là đồ mất tiền không à. Thuốc nè, thuốc bổ nè. Trời ơi, cái này là gì con? Cái gì vậy con? Dạ, mật ong má. Cái này uống đi cho khỏe đó má.
Nè Thư nè. Dạ. Có phải là cái cậu Quỳnh Nam hồi chiều đưa con về không? Dạ đúng rồi má. Nhưng mà má đừng có nghĩ gì hết. Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nè, má nói cho con nghe nè. Con còn non dại lắm. Con quen với những thằng công tử nhà giàu á là con phải hết sức cẩn thận. Nó cho con một chút tiền nhưng mà nó sẽ đòi lại nhiều những thứ khác. Thư nè, má thấy lạ lắm. Con mới đi làm mà sao con có tiền gửi về cho má rồi? À, hay là con bị thằng đó dẫn dắt làm chuyện bậy bạ rồi phải không? Trời ơi má, má nói gì kỳ vậy? Má nói vậy con tự ái á. Con gái của má không có làm chuyện bậy bạ đâu. Con không lấy tiền của ảnh mà ảnh cũng không bắt con làm chuyện gì hết á. Má yên tâm đi, con đang làm một công chuyện rất là quan trọng. Quan trọng gì? Chuyện gì quan trọng? Nói má nghe. Thì con đang làm một công việc ở công ty. Chị biết á, sau này má sẽ tự hào về con. Vậy thôi, má yên tâm đi. Thôi, bây giờ ăn chim chôm đi, chim chôm ngon mà. Nha má, dẹp hết mấy cái này qua bên, đừng có quan tâm. Ăn đi má, con lấy cho má ăn nha.